Hello, hello, hello. Hello everybody. Welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game hoàn toàn mới ha. Thì con này mang tên đó là Hoa Thiên Cốt nha anh em. Đây đây, game có 3 lát nhân vật ha. Đó. Ok, ok. Và Heo đang làm video ở server đầu tiên ha, server 1. Ok, đang vô game nè ha. Nhìn cái nền game nó trắng trắng, nhìn thấy nó khó chịu bực bội ha. Nhưng mà vô game là thấy khá được. Và game này nghe nói là làm cái giống gì nó cũng có Kim Nguyên có vé tệ hết ha. Nên là để xem, để cài phím tắt cái. Đây, kỹ năng nè ha. Đó, đẹp đẹp nhá, đẹp đẹp. À, cái lưỡi liềm ở trên là đây, kỹ năng, wow. Còn cái này, con này mới đẹp nè. Đó, đẹp đẹp đẹp, ngon ngon. Đẹp, đẹp quá, Yusho. Ok, bấm bổ qua phần này luôn. Nghe nói là game này là full nhân tệ, là nghe ham rồi, nên là vô là coi sao. Với lại nghe cái tên là cũng khá là hay, Hoa Thiên Cốt ha. Đó, go, game mới có server đầu tiên nha anh em. Gì đây? À, phải chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Nhưng mà đồ họa cũng được, không tới nỗi nào anh em. À, auto hả? À, Heo nghĩ chắc là auto anh em. Trời ơi, dễ đơn giản, vô vừa vô là có auto luôn. Wow, wow. Hình như là game này theo cái thể loại chibi hay gì á, nhân vật khá là nhỏ ha. Nhưng mà boss đồ nhìn nó cũng không kém cạnh nha anh em. Nhìn cũng khá là đẹp. Còn cái nội thì nó không đánh ta. À, nó chấp con boss luôn. Mà dùng ba chiêu ha. Ok. Mà hơi mất thời gian ha, biết hồi nãy cài nhân 8 vô cho nó nhanh được rồi. Không biết là con này cài nhân 8 được không nữa. Này gì đây, chắc là chiêu mộ tướng hả? À, 10 hồn là ghép được một con hả ta? Cũng được. Ok, ok, để thử xem sao. Ủa, hình như là cái nhiệm vụ này lên là nó có cộng điểm VIP nữa hay gì ta? À, kéo theo nhân vật nè, hình như là nãy kéo được 4 con hay gì á. À, không có xài được con đó rồi. Cái chiêu này auto nó không đánh nha. Hồi nãy giờ để ý là cái chiêu này là auto không đánh nè. Không biết là cái chiêu này nó làm sao hay là có vấn đề gì mà thấy auto nó không đánh. Bây giờ đánh tay luôn. À, hay là nó mạnh quá ta. Cũng có thể lắm chứ. Cái vũ khí này là sao ta? Nó giống như cái boomerang không trời? Thấy quăng quăng cái nó tự quay lại ha. Ám khí gì ngộ thiệt chứ. Ở đây có ai biết cái nguyên lý hoạt động của cái đó không? Cái vũ khí của con này không? Comment ở dưới giúp Heo với ha. Để cho các anh em khác cũng như là Heo biết được là cái này nó ra sao đây. Cái này gì vậy? Khảm đá hả? À, nâng cấp đồ. Làm nhiệm vụ cũng khá lâu nha. Chạy cũng khá là lâu. Này mấy cái này không biết là cái gì đây. Chắc là để cộng đồ vô. Đang chờ con boss chùm cuối cái. Ủa, có cái gì đó mà nó chọi riết rồi ta. Má tào lao vậy.
đó có cái gì mà nó quăng kìa, đậu xanh tào lao á hả? Má boss đây không đánh thì đánh cái đó. Khá là nhanh lên được level 6 rồi đây. Tên thì nghe đẹp đó, nhưng mà hồi nãy giờ nhìn cũng chưa thấy đẹp lắm ha. Ok, chưa dám ăn cái áo này đâu. Nó đủ phòng nó bị lắc nè. Rồi ok, bây giờ ta lướt qua mấy cái event, sự kiện đồ này nọ ha. Đây là cái sự kiện 7 ngày rồi, hoạt động 7 ngày nè. Đó, rồi cái này quà. Ủa gì vậy, gì vậy? Gì vậy? Được phí không? À phải nạp hả, đậu xanh. Tưởng đó là được phi chứ. Ok, đây có vé tệ nè anh em. Đó, đó. Có vé tệ đầu tiên nha. Ok, đây có vé tệ nữa nè. Hàng gì, admin nói game này là vé tệ vô biên. Đó, được mười mấy tệ rồi. Đây có thêm 5 tệ nữa nè trời. Oh my god. Level, quà này là quà level, còn cái này là đăng nhập ngày. Rồi cái này chắc cũng đăng nhập ngày luôn hay gì nè. Được, được, được một mớ tệ rồi. Này thể lực hình như chưa có mở ra nhiều anh em. À cái vé quay tướng. Oh man, quay ra đồ hả? Ok. Rồi có trang bị luôn. Cái này hư nè, có hư nè. Hư này ủa trong này không có cái gì hết hả? Vậy nó để hư đó làm cái gì ta? Nè nó để hư nè, tưởng đâu là có đồ. Này nhiệm vụ hồi nãy. Cái gì vậy? Điểm VIP. Rồi trong này có gì đây? Vé tệ đâu? Nghe nói nhiều vé tệ lắm mà ta. Ok, vô ăn 15 tệ này cái đi. Đu được 4.000 điểm VIP. Wow, wow, một vé hả? Wow, được. Được, ok nha, ok nha. Cái này ok nè. Này hiệu hít này nha. Đẩy, đẩy, chơi con game là phải phi như vậy mới ngon chứ. Được nha. Ngon ngon. Cái này gì vậy? Trời ơi, má hồi nãy không coi cái gói này. Ok, bây giờ má mới cộng lại rồi. Đậu xanh. Cộng lại cái này 5.000 tệ. Trời ơi, má 120 nhận 5.000 tệ. Ở đây 2.000 là 7.000. 8.000. Ok, 8.650. Rồi ủa hai vé ha. 8.650 rồi hai cái 265 là 1.300 đi, 1.300 là 9.300. 9.300 cộng với 300 nữa là 9.600. 9.600 với 200 nữa là 9.700. Ủa, 9.800. 9.900. À, vừa chẳng luôn anh em, 10.000 tệ nha. Wow, wow. Ok. Ngon ngon nha, ngon nha. Chưa tính là chúng ta đăng nhập các kiểu con đà điểu và được thêm tệ này nọ ha. Trời trời, ngon rồi, ngon rồi. Một con game phi tệ rất ư là nhiều luôn. Hôm rồi, hôm rồi. Ok. Còn gì bằng nữa? Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Nghe nói là đủ kiểu hết. Ok, bây giờ đi lấy code coi. Ok, game này méo có code ha. Nhưng mà hồi nãy giờ chúng ta được 10.000 ngọc rồi. Ủa lộn, 100.000 ngọc rồi ha. Còn cái gì nữa không ta? Này VIP nè, được VIP 12 rồi. Ok, ok, mua quà VIP thôi. Ủa đây sao mua méo được? Hay chắc nó bị lắc ta. À, nó vẫn trừ này nha. Chắc nó đang bị lắc hay gì á anh em.
mấy gói quà này không biết có gì, có tướng trong này nè anh em. Wow wow wow. Cái này chắc phải farm level lên cao cao rồi. Chứ thấp thấp sợ là nó không ra đó chứ. Nghe nói là keo map cũng ra vé tệ rồi rất là nhiều ha. Keo máy cũng ra mà làm nhiệm vụ cũng ra cái kiểu mà chưa thấy ha. Ok, đây là một con tướng hả? À, ghép lại. Ủa vậy tính ra hồi nãy là mình ăn là cái này là được con tướng cũng VIP lắm chứ. Ủa mà level lên nhanh lắm hay sao mà cái này lên càng cao thì nó mở ra các ấy ta? Thì chưa biết nữa, để coi coi. Nè, điểm VIP nữa nè. Thành tựu ra điểm VIP luôn hả? Đậu. Game gì sốc hàng vậy trời? Ok, VIP 13 mới có thể trend phó bản được hả? Wow, wow. Thấy cũng hơi khó khăn ha. VIP 13 thì... Oh, trời ạ! Ngon, ngon! Online! Ôi ơi! Cái này là online anh em! Trời trời! Online nha! Cái này quà online nè! Online 5 phút, 2 cái 5 phút, 8 phút, 10 phút. 10 phút là cái vé quay tướng. Rồi 20, 40, 50 gì nè, tè le hết. Đó, ở dưới này nè, trời ơi, một ngày online ra rất ư là nhiều rất là nhiều cái vé tệ nha. Thôi, ngon rồi. Lên VIP bao nhiêu vậy? VIP 13 cái đi. Á, VIP 13 cũng hơi chua à. Rồi, cái này chắc để cho anh em tự chơi ha, tự tham khảo ha, chứ thấy là khá là ngon ha. Cái này online cũng ra VIP lên em dục ở đó, treo máy nó cũng ra lên nhận được vé tệ nữa. Rồi lên đủ cấp đủ level thì nó cũng lên được ăn được tệ nè, tới 10.000 tệ lần nha anh em. Ok, thì cái này thì chắc để cho anh em tìm hiểu thêm rồi. Vì chibi thì thuộc loại mà heo có gọi là không có đam mê lắm ha. Rồi cái này thì anh em nào chơi thì tải về ha, link để dưới phần mô tả. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Còn bây giờ thì thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Quay qua quay lại, bấm vô cái này ghiết ta. Này qua nạp. Nhân vật. Này quay nè. 72.000 quay 10 lần. Ra dài đồ các kiểu. Má, game này khó ra tướng á. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Bye bye.